Vô hồn anh ơi, chú cái Minh đi về đây. Dương thú bà ơi bà. Mày thấy là rồi, đâu đâu làm thử coi. Đi đi đi, lâu khờm, đụng như hai chữ ử của bà kia thánh thằng đâu. Bà kêu chữ vậy trời, tôi lại đụng chút xíu thôi, đâu có dớp đâu sợ. Chị đi xin nha. À. Không, gái đẹp hả chị? Không, nghĩ vậy. Không. Trời, cho anh lại đi chung bữa đi. Tôi xin đi nha. Trời ơi, không có chọc ha. Không có chọc đâu, anh hỏi số điện thoại bị bà xương xương thôi. Không. Không. Không thì anh vì theo ở sao? Cái nhớ gì là đội đúng mà kém mà dễ ta ta ai đâu ai đâu mà đội đúng không? Không, không có được. Ôi thôi. Đội nó đá được không? Không, đội nó kém sập xuống. Sao thấy đường đi? Sập xuống nhẹ nhẹ chừa hai con mắt. Trời đi 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 ổ vô hai chữ bự của người ta chắc là giả vô mặt cái cấm. Đúng rồi đó. Đất rồi đất rồi. Mày thấy là đâu đâu làm thử coi. Một lần đội nó kết á sập xuống tới con mắt. Đi 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 lo khờm đụng như hai chữ ử của bà kia thánh thằng đâu, bà kêu chữ vậy trời đụng đi không thấy được mày đi đâu đụng như hai chữ ử của tao đi nên đây tôi lại đụng chút xíu thôi đâu có dớp đâu sợ đâu có dớp cái chữ ử bà của bà đâu mà sợ thì đó đỡ đụng có xíu có gì đâu nó chứ vừa đụng chữ ử nó có gì đâu dữ vậy đâu không phải cái kia đụng cái nọ đâu sợ chứ vừa sợ bả chứ bự làm gì hơn đúng không bở gì bà cũng ngộ ha. Đâu để Trinh xách cái nón ra thị phạm coi được mình hả đi không? Chứ tự nhiên mày chơi diễm nhan sắc của người ta đâu được. Chơi kỳ. Okay. Sao em đi mà em được phe mặt ra cho người ta thưởng thức nhan sắc mà anh lại đi mà không cho phe mặt. Đúng rồi, thường thường đi ra tiệm đó uống thời đi đâu đó. Đó là nhỏ kia. Nhỏ kia nó có bự mình chỉ có trái chanh không được trái cam nữa bởi vậy thua xuống người ta làm gì nó nói gì khổ ha đấy trái chanh thì từ từ nó chín thành trái cam nó có gì đâu là được trái cam thôi nó chín thành màu gì thì màu cam màu gì cái số phận nó đâu lên bự được đâu nó chỉ là chanh chuyển qua cam thôi phải không chanh cam mà chưa thành bự bự rồi phải bơm hơn mới được bơm hơi luôn bơm hơi bằng hơi mà bơm bánh xe á đưa ra. Bơm lên mới được ra đây nè tôi cho cái khẩu trang nè để coi thử coi bữa nay như thế nào mà anh lại mới được đi một lần không có khẩu trang lấy quần cắt là làm khẩu trang lý tưởng luôn cắt lấy quần cắt ra làm khẩu trang đâu bây giờ là đâu bây giờ đội lên anh lại luôn đi đâu sao đâu làm thử coi nó ca ca sĩ con thấy không đi nè nó ca sĩ con nè đội nước này da còn dữ hơn á trời ơi cái này tao đứng ca sĩ luôn đi đó, thiệt luôn vậy sao này? Thấy đường đi tốt này chắc đụng như chép ử tao luôn quá vừa đầu hỏng mà xém bị thấy cái mặt giờ trên ơi trên nói nghe nè đội cái này đẹp trai hơn nhiều nữa cái này nè ca sĩ nó lấy ca sĩ nè thấy không đẹp không có nón mà đen ấy đội vậy là đẹp trai hơn nhiều luôn đó cái nón ca sĩ của người ta đó cái ai tặng đâu mấy thằng ca sĩ nó dùng xuống đưa tao đó đây nè thấy ca sĩ đâu đây nè ca sĩ nổi tiếng này nè gì đó thấy không ca sĩ nổi tiếng không đó thì sao thấy đường đi không thấy à thôi kêu ổng đội cái nón này vô là gọi là ổng còn đẹp trai ác nữa đó ca sĩ này đang coi sân khấu cái ca sĩ dục xuống nói anh đẹp trai hơn em đó trời ủa trời cái gì tặng cho cái nón đó ui trời ơi không đánh mà khai trời không đánh mà khai mấy thằng ca sĩ thằng ca sĩ gì đó thấy không đội nón này nó còn ít đẹp trai hơn đội nón đó Trinh ư không đội nón này còn nhìn bình thường mà đội nón lên cái nhìn là dữ rồi nữa trời ơi tạo sự tò mò cho người ta nữa đội nón lên là chắc là gái chứ sắp hàng luôn á trời ơi sắp mà từ ở thành phố Ngự ra tới cầu luôn á không được đâu không ổn đâu chiều nay cho ổng đi mặc đồ thường vậy thôi vậy luôn đó hả đội nón gì hả đâu là thử cho ổng coi
Mỗi lần đi tới đâu mà gái xếp hàng tới đó đó. Ờ. Đi sao? Đâu đâu thử cho ổng coi. Đâu thử coi, bữa nay thử nè. À đợi nó, đợi nó lá lên nè. Đó, đợi cô Trang vô nè. Đó, vô. Vậy luôn hả? Vậy được không? Sập xuống trời. Trời ơi, cứ đè sập xuống nó không thấy đường, nó đi sợ chúng bự người ta mà. Được không? À. Hụt quá nó, giờ này em đang ở đâu? Trời, có luôn hả? Biết ca luôn hả? Ừ. Ca sĩ Hụt Quang Dũng, Minh Dương đang đi. Cái nón đỏ đi, thấy ghê quá. Minh Dương đang đi kiếm Hụt Quang. Còn ổng đổi cái nón là ổng đóng vai gì? Minh Dương đi kiếm Hụt Quang. Ẩm theo con cô Trương nữa là hết bài luôn hen. Trời ơi, cái gì à, ta cái gì à, trong kia thì ta kêu Thục Quanh ơi, giờ này em ở đâu, còn cái này là phải kêu là Thục Trinh ơi, giờ này Thục Trinh ở đâu hả? Thục vô Thục cha. Thục Trinh gì nữa, Thục vô Thục cha. Trời ơi. À, Thục vô Thục gia, trời ơi, tao là cha. Trinh này đi xin đi theo mà để xin thôi mà cũng nhiều trò quá ha. Đi xin là phải làm cho người ta để ý thêm nữa. Đội mấy này vô người ta để ý càng nhiều nữa. À để đậu trụ gì VC. Đẹp trai có một phần thôi, tự nhiên đổi cái nón kia vô một cái, trời ơi. Cái độ đẹp trai. Đi ra mãi gái còn giữ nữa. Chữ gì chổng lên kìa. Làm cái gì ơi? Chơi đi chổng nhớ kỷ niệm cái gì ơi? Đi chổng ngắm kỷ niệm hả? Ra đây Trinh ơi. Kỷ niệm kỹ dáng được không? Em mất cái gì? Không ăn gì. Trời có luôn hả? Trời bữa nay ca luôn, trời ca nhạc chót luôn rồi. Bắt ghế. Vô ra đây nhãn bản luôn nè. tối Trinh nó có hai cà bạn đó, nó vừa nhảy cho ông coi không à, ông lại chắc có luôn rồi. Nhảy nhìn mắc cự nó y giang đầu vậy. Nhảy giang ở đầu vậy, nhảy tự lưa chứ không biết cái gì là cái gì luôn. Nhảy chữ cái gì, chữ gì luôn. Tư tưởng Trinh này nhảy cho mắc cự dữ ra gì đó, tự nhiên cái nó là mắc cự đó gì trời. Ủa trời, lấy cái cặp đâu ra nữa vậy? Dạ. Trời. Em bắt cái ghế chồng anh về. Bộ hẳn nó đi nó ra sao, nó vừa hát vừa hát cái dòng. Dạ, dạ. Nó đi cái sao mà lọt tốt dữ luôn. Trời. Gãy dáng lọt dữ. Gãy dáng. Lọt. Tém. Đi không chịu quan sát, đi sao lọt dáng là lọt sàn luôn. Mà lọt hơi không bị gì đâu. Với sưng giò với sưng đầu gối, là với sưng đầu gối tay nữa. À. Đã ngồi xuống đi Trinh, ngồi xuống đi Trinh. Ngồi xuống đi. Ừ. Ngồi sát vô. Xuống đi. Đã thăng thời đi không vững mà còn nhảy tung tăng này kia cho lọt sàn. Đi như chuyện nói chuyện qua xong rồi. Sàn cháu một cây. Một thời gian sao đi cẩn thận đi đó, dặm qua đi tưởng nhà tường cái gì. Gì? Dặm sao mà lọt tốt chứ luôn. Đi dặm dò không hả? Ca sĩ Hụt quá. Mà hơi nó không có cái nọc dứt, cái nọc tự dứt lọt cái gì cho lọt có hụt luôn mà. Ừ trời ơi. Hơi không có cái nọc dứt á. Ờ. Ca sĩ Hụt quá đi kiếm Minh Dương thôi. Cái này hình như chắc tới lắm rồi. Cái này chắc đòi gõ hay sao rồi. Sao tôi từ từ thôi, đi dặm thì coi dặm té hết là không sợ. Ừ, cái biểu hiện này sẽ giống đòi gõ với lại. Hả? Thấy đây giờ thấy dẹo ông dữ lắm rồi đó nghe. Sao thấy ổn không? Vô hồn anh ơi. Cái gì? Đi về đây. Dương thú cái bà vô vậy. Chỉ ăn cái gì? Vậy là bây giờ là đuổi tôi về phải không? Con thú kìa. Nó vô đại sẵn luôn rồi kìa. Thôi thú cái bà ở Long An chứ mua cho mình một lốt bự như nè. Mua chú khoảng 1 năm á. Thì vô đòi kêu ông vô gõ gậy kìa. Kìa đi uống thuốc rồi thuốc bò mua cho nó một đống thuốc luôn, thuốc bổ thiệt dân khẩu á. Rồi thuốc bổ nè, thuốc ăn thận nè, uống thuốc ăn thận nè, rồi thuốc ăn nghỉ nữa. Trời ơi vậy là chịu uống thuốc nào chắc chưa này luôn hả Trinh, được luôn hả? Thôi vô đi cao rồi chắc chưa. Từ 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 thuốc đi
Nó nói chứ đợi từ từ còn khoảng mấy phút nữa nè, cho anh thêm vài phút nữa đi. Để anh quay vài phút nữa đi rồi anh đi về. Ôi trời nắng nóng nực á mẹ không nổi. Ủa nói nắng nóng nực kìa sao tự nhiên hồi nãy đè Vũ lại vô chổng trời. Vô ôm. Vô ôm chứ đâu có làm gì đâu. Biết. Có bán ai không ai mua nhờ, chứ gia đình mất tức lại bán mua. Phúc chị con không biết con ấy chứ mình. Thôi. Thuốc bổ hiệu gắn hổ đi gì màu đen đó, mặt trắng hổ đi gì. Đồ bổ hiệu gắn hổ. Thuốc ăn thận gì ăn thuốc ăn này với nhức khớp với ăn thận. Cẩn đầu thuốc ăn nghỉ. Đó liên tưởng tái nữa đó, liên tưởng tái nữa rồi đó. Đó. Thuốc ăn nghỉ. Còn ăn nghỉ chứ. Tao có đâu. Trinh giờ đang hỏi mẹo mẹo qua vụ kia đó bà ơi. Uống thuốc đi. Nói đừng gấp để chút xíu. Có cái này mà ý không uống thuốc ha, mà còn 5 cái. Thuốc vô 1 cái khoảng đâu 8 á. 1 cái chưa đủ. Mày cái này nguyên đêm. Làm dịch đi trời. Nguyên đêm. Ý không uống thuốc còn 5 cái đó, uống thuốc vô khoảng 8 cái đó. Má gì này nóng rực 8 cái 5 cái gì xuống không đập dịch rồi. Ôi trời ơi. Dịch người ta làm nó ngày dịch. Đập dịch mà. Chú ảnh xong chưa đập dịch coi. Trời ơi. Đập ngỗng. Gấp gì luôn đó hả? Lấy ngỗng được không? hai phút nữa kháng đi, đợi xíu kiềm chế 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa em bắt cái ghế trong ngõ anh kìa, bắt ghế vô đó ngồi kìa. Trời ơi, ra ngoài đường ghế vô đó ngồi. Ủa, bắt đầu bắt cái ghế trong nhà nè, em bắt cái ghế trong anh về mà. Lúc thần kinh lên á. Còn khi thôi có cái ghế bắt giờ đường giữa đường ngoài này vậy đó. Ôi trời ơi, có luôn hả? Mặt nắng. Vậy là mỗi lần mà tức á. Tức cái đầu là đi vậy ha. Trời ơi. Giờ mà nắng ngồi luôn vậy đó. Trời ơi. Em bắt cái ghế trong anh về. Anh ơi bao nhiêu mỗi. Còn một lần thì nằm ngoài đường luôn. Giữa đường đường lộ gì luôn á. Giống bữa chúng mình gặp vậy. Bây giờ đỡ rồi, nằm ngay mé đường không à. Bây giờ là chuyển vô mé ha. Chuyển vô mé à. Chờ đầu của đó là không có được, tự nhiên đi chạy ngoài đâu được đâu. Lần nằm ngay chỗ giữa đường, còn bây giờ đi. Nằm đỡ chút, nằm ngay đường. Hôm kia con cũng nằm giữa đường bị chú mang bắt anh ở bên phòng. Cái đó mày chơi chiêu cuối. Đó mà chơi ngay xe hơ bự mới chịu. Chơi chiêu cuối khác. Con vợ ăn dạ mà xuống ngoài thằng chồng bên phòng không biết. Đó vậy tức là Trinh đâu có thương mà anh lại đâu. Thương. Thương gì mà thương gì kỳ mà đi ra ngoài rồi cho người ta bắt ông đi. Mình ra ra đó mình nằm cái người ta nói chồng không dạy vậy. Tự lo do chồng ra vì viện giỡn nằm đường. Nằm vậy đường, đâu có được. Nằm đường thì nó ẩm nhỏ ra luôn, nằm mới chịu. Có gì thì thí dụ về nói chuyện với nhau cho nó rõ ràng. Có gì nhông đi đông đi ra đường chi chờ. Mày có gì thì đi vô phòng đó hai người nói chuyện nhỏ với nhau. Chứ đâu mà tự nhiên làm chuyện nói kỳ khôi. Nói chuyện nhỏ nhỏ lên. Sao ngu gì, tự nhiên nhào chứ chuyện chụp lép sao? Hả? Gì? Nói chuyện nhỏ nhỏ rồi gan cục. Nào nói nữa lại liên tưởng tới vụ đó nữa. Có cái ngu quá, chỉ nguyên si. Ủa à, đi ra giữa đường đó rồi nó cấu chú dần. Chú ơi, ông đây đó, ông sứ độc độc mà dùm. Vậy thì để nó ở đây, đóng cái cửa lại. Nó giờ ngủ rồi. Đóng cửa lại, lỡ sang năm rồi ăn cục nữa đó. Thì tiếp tục, nuôi tiếp. Thôi. Cả thế giới cái việc nuôi không nổi thì gửi lên bà nội đó. Lần trước là quên nè, mới lòi văn đơn cục đó. Quên hả, cái lúc đó là quên đó. Sơ ý kỹ thuật ha. Lúc đó lỗi kỹ thuật tí. Cái đó mà cũng quên đó thì sao không hiểu nói. Quên. Mà thuốc để cái bên mà cũng quên thấy đi. Đó. Tại cái này Trinh cố tình rồi. Này con có mồm mà mắng thì lỗ tay á. Để quầy đó. Đi tới đầu mắng nghe đó, phải quên. Gì làm nhớ uống thuốc nghe không? Trinh thì tại sao nó giờ kiềm chế bớt chưa? Rồi phải không?
thả thả giờ, quá giờ rồi. Qua giờ, qua giờ, hên quá, hên quá, hên quá. Lần đi coi thầy bói á. Được quay tiếp rồi cả nhà, hên quá. Thầy bói cái khám là mà con gái phải không? Ừ. Sao là tự nhiên cái vô bản siêu âm lần trai. Ừ. Siêu âm luôn. Đợt trước thì siêu âm luôn là con trai phải không? Lần gái phải không? Ừ. Chứ là lần gái luôn. Cái khoảng 7 bữa sau cái thành trai. Ừ. Không biết sao luôn. Ừ. Là hai thằng luôn đó. Là tôi gọi là tạo quá. Với như là biến thể. Cờ gà nghe.